Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi, nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài từ 30 quốc phòng đến hiểm họa mất nước do nhà báo Phạm Trần biên soạn chính sách quốc phòng ba không nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lây qua đời sống người dân, cán bộ và đảng viên, báo hiệu thời kỳ liệt não, vô cảm trước kẻ thù Trung Cộng. Trước hết, ba không quốc phòng gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Chủ trương này đã bị nhiều trí thức và cụ tướng lãnh chỉ trích lạc hậu và sai lầm tại cuộc tọa đàm về vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế do việc nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2019. Cuộc tòa đàm diễn ra khi tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 của Trung Cộng đã hoạt động ở Tư Chính được 96 ngày, từ ngày 3 tháng 7 tới ngày 6 tháng 10 năm 2019. Theo lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Viện trưởng Hoàng Ngọc Giao, thì tại cuộc thảo luận này, phần đông thấy rằng Trung Cộng đang có những hành động sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trên các vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và chủ quyền của Việt Nam. Cho nên, cái đầu tiên phải nhận diện rõ đây là nguy cơ rất lớn đối với Việt Nam. Ngoài yêu cầu phải kiện Trung Cộng ra tòa án hòa giải quốc tế, nhiều người tham dự đồng ý Việt Nam cần có lựa chọn. Ông nói, đó là phải xác định rõ bạn thù. Đó là việc Việt Nam phải liên minh với Hoa Kỳ và các nước phương Tây ở đây cũng đã nhắc đến chính sách 30, thì cần phải hóa giải chính sách 30 này bởi một điều khoản rất quan trọng của hiến chương Liên Hiệp Quốc, đó là quyền tự vệ chính đáng, theo BBC Tiếng Việt ngày 7 tháng 10 năm 2019. Trong số các diễn giả, chuyên gia tham dự, có các vị tên tuổi đối lập với đảng, từng bị nhà nước trù dập ra khỏi đảng, hoặc cựu đại sứ nhà ngoại giao như Vũ Ngọc Hoàng nguyên phó trưởng ban thường trực ban trưởng giáo tại cuộc tòa đàm này theo bài viết của Nguyễn Đức gửi cho BBC tiếng Việt ngày 7 tháng 10 năm 2019 thì thiếu tướng Lê Văn Cương nguyên viện trưởng viện chiến lược bộ Công an đã tiết lộ 5 mệnh lệnh của Trung Cộng trao cho lãnh đạo Việt Nam sau khi tòa trọng tài quốc tế tuyên Trung Quốc thu kiện Philippines năm 2016. Tướng Cương kể, Trung Quốc cử các bộ xa làm việc với lãnh đạo cao cấp Việt Nam thực hiện năm không. Thứ nhất, không được ủng hộ, phán quyết tòa trọng tài. Thứ hai, không được đưa ra Asian bản thảo liên quan tới vấn đề Biển Đông. Thứ ba, trong đa phương quốc tế Việt Nam không đưa phán quyết này ra. Thứ tư, trong đàm phán Việt Trung, Trung Việt không được đưa vấn đề này năm, các đồng chí không được kiện Trung Quốc. Tất nhiên, phía Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, một người bạn thân thiết của Trung Cộng, đã tuân hành nghiêm chỉnh. Phản ứng gay gắt, do đó, ta không lạ khi thấy Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Phú Trọng đã phản ứng gay gắt cuộc tọa đàm của các nhân sĩ trí thức. Ông đã sách mé nói, hiện nay có một số phần tử cố tình kích động to tiếng lên lên gân lên ra vẻ ta là anh hùng ra vẻ ta là yêu nước vậy còn trung ương đảng chính phủ tổng bí thư không yêu nước à vô trách nhiệm à không phải cứ nói mạnh làm liều mới là yêu nước do vậy cần phải tỉnh táo để phản bác những luận điệu xuyên tạc của một số phần tử về vấn đề này ông kiêu ngạo rào giảng. Làm sao giữ đất nước yên bình, tiến lên, nhưng đồng thời giữ đất nước độc lập, thế mới là giỏi. Cha, ông ta cũng thế thôi, các cụ khôn khéo lắm, cố gắng giữ quan hệ những cái gì về độc lập, chủ quyền, toàn vệ lãnh thổ, ta không bao giờ nhân nhượng theo các báo từ Việt Nam. Ông Trọng đã đưa ra những lời chỉ trích bất nhã với các trí thức trong cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 quận, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Tây Hồ ngày 15 tháng 10 năm 2019. Dân lãnh nhạc, lãnh đạo sợ hãi. Nhưng mặc cho ông Trọng và báo, đài, nhà nước cảnh giác, kêu gọi nhân dân và lực lượng võ trang, quân đội, lực lượng dự bị, công an và cảnh sát phải tỉnh táo, không hoang mang, dao động trước điều gọi là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, người dân đã có thái độ thờ ơ và vô cảm tột độ trước biến cố Hải Dương 8 ở Tư Chính. Trong suốt thời gian hơn 3 tháng, từ ngày 3 tháng 7 tới ngày 24 tháng 10 năm 2019, khi Hải Dương 8 rút lui, chỉ vòn vẹn có hai cuộc biểu tình tự phát, phản đối Trung Cộng của khoảng 20 người dân ở Hà Nội và 10 người của nhóm trí thức thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng ở Sài Gòn. Lý do không ai muốn biểu tình chống tàu vì lực lượng công an chìm và nổi đã từng thẳng tay đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng trong quá khứ mặc dù đó là những hành động chính đáng. Sở dĩ dân phải xuống đường vì nhà nước Việt Nam đã bất lực trong các vụ lính Trung Cộng tấn công ngư dân Việt Nam ở Biển Đông. Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng đã thỏa hiệp gây bất lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở miền Trung ngày 6 tháng 4 năm 2016. Đáng xấu hổ và phỉ nhổ hơn là nhà nước đã sử dụng mọi mánh khóe để ngăn cản và chống phá các cuộc biểu tình tưởng niệm những người lính của hai miền Nam Bắc Việt Nam đã tử nạn hay mất tích trong các cuộc chiến chống tàu xâm lược ở Hoàng Sa năm 1974 Mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979 năm 1989 và ở Trường Sa năm 1988. Nhưng có vụ Hải Dương 8 ở Tư Chính, xem ra lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đứng đầu là tam đầu chế gồm Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đã không dám nói đích danh Trung Cộng là thủ phạm đã xâm phạm chủ quyền lãnh hạ Việt Nam. Thậm chí, cả Trung ương Đảng và Quốc hội cũng không dám ra nghị quyết về vụ tư chính. Do đó, triển vọng xoay trục để xa tàu gần Mỹ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay vẫn còn là chuyện chưa thấy ở cuối đường hầm. Đảng viên cũng thờ ơ. Hiện tượng buông tay thái độ mặc kệ của dân và sự sợ hãi tàu của lãnh đạo đối với chủ quyền lãnh thổ cũng đã lan vào nội bộ cán bộ, đảng viên trước thêm Đại hội Đảng thứ 13 vào tháng Giêng năm 2021, bằng chứng như bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 7 tháng 11 năm 2019 cho thấy. Trong vòng hai nhiệm kỳ gần đây, một vấn đề được đảng ta nhắc đến nhiều lần trong các nghị quyết, chỉ thị quy định đó là cảnh báo tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiệu mũ nỉ che tai, an phận thủ thường, thiếu bản lĩnh, dũng khí cần thiết của người Cộng sản. Đáng buồn hơn, ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, thời gian qua đã có biểu hiệu vô cảm trước cái đúng, thờ ơ, trước cái sai. Rồi bài viết ta tan tháng cay đắng. Đáng buồn hơn, ở nơi này, nơi khác, xuất hiện một số người có quan niệm sống ba không, không ý kiến, không phê bình, không đấu tranh, vì sợ liên lụy đến bản thân. Những người như vậy chỉ chứng tỏ mình sống không có bản lĩnh, thiếu dũng khí, nếu không muốn nói là bạc nhược. Vậy sao bạc nhược là gì? Nếu không phải là đầu hạ, khi đem căn bệnh nghiêm trọng này xoay vào thế chính trị trên ven giữa Việt Nam và Trung Cộng, qua tấm gương Hải Dương 8 ở từ Chính. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.